Thưa quý vị, vùng rau chuyên canh A20, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn có diện tích gần 10 hectare với 69 hộ dân tham gia sản xuất rau củ quả các loại. Thế nhưng, những ngày qua, các hộ nông dân nơi đây lại lao đao với giá rau xuống quá thấp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sức tiêu thụ rất chậm, nông dân không tìm được đầu ra. Với 7 sào đất, gia đình ông Huỳnh Phước Ôn dành phần lớn diện tích để sản xuất rau húng, khổ qua, mướp đắng và một ít xà lách. Ông Ôn cho biết, mọi năm vào thời điểm này, rau húng có giá từ 25.000 đến 30.000 đồng một ký. Giá khổ qua cũng ở mức đó, nên thu nhập của gia đình ông cũng khá ổn định. Tuy nhiên năm nay, lượng hàng bán ra giảm, các tiểu thương ở chợ chỉ trả với giá 5.000 đồng một ký, thậm chí có lúc 3.000 đồng một ký ở cả hai mặt hàng, nhưng đành phải chấp nhận, miễn là bán được hàng. Giá rất là thấp, ế ẩm, bà con lồm rất là chật vật và chịu thương chịu khó, thức đêm dậy sớm, nhưng mà cái tình hình gió cái thị trường rất là bất ổn, nhiều lúc là bà con không muốn lòm, đặc biệt là gió cuối nào mà cũng bón cũng không ra chị, rồi đến đầu nào là bón là còn ế ẩm hơn. Giá bán thấp, sức tiêu thụ giảm đáng kể, nên tại một số diện tích sản xuất người nông dân không thu hoạch mà để khổ qua chín, ca tím rụng đầy gốc. Với giá bán như hiện nay, người trồng rau hầu như không có lãi, thậm chí là lỗ nếu phải thuê nhân công sản xuất và thu hoạch. Qua tìm hiểu của phóng viên, nguyên nhân chính ảnh hưởng đến việc tiêu thụ rau là do dịch COVID-19. Phần lớn các khách sạn, nhà hàng trên địa bàn thành phố nói chung, quận Ngũ Hành Sơn nói riêng đã đóng cửa. Điều này kéo theo nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh, chủ yếu chỉ bán lẻ cho người dân phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày. Tuy nhiên, chủ trương của Hội Nông dân phường vẫn vận động người dân duy trì sản xuất rau xanh. Cũng họ cũng tiếp tục là vận động bà con cố gắng duy trì để mình ổn định được cái đời sống và tinh thần là bằng mọi giá thì cũng đề nghị với cấp trên hỗ trợ cái giống và thêm cho bà con để tiếp tục tăng sức và đồng thời để có nguồn thu nhập sang cho gia đình. Mặc dù tác động của dịch bệnh là đột biến và ngoài dự kiến, kéo theo giá thành sản phẩm giảm sâu, thế nhưng những nông dân nơi đây vẫn phải tiếp tục duy trì việc sản xuất rau củ quả để đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu thụ của người dân và kiếm thêm nguồn thu nhập cho gia đình.